Bây giờ là phần chiên bánh. Đúng rồi, quẹt quẹt rồi. Quẹt hẳn rồi, lấy tay quẹt hẳn xung quanh đúng rồi. Cứ cầm mạnh ra không sao cả. Con đi chơi con đừng có sợ gì hết á. Ừ. Thoải mái lên. Tiếp tục. Rồi đúng rồi. Rồi bên này. Bên này nhá. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đợi cho bếp thật là nóng lên. À. Khi mà bếp thật nóng lên rồi á, bắt đầu mình sẽ bỏ bánh vô. Được chưa? Đây là tại vì nước của mình không có trứng nên nó sẽ trắng như thế này. Nếu mà nó có trứng nó sẽ vàng hơn ha. Rồi. Mình sẽ đợi cho bắt đầu bếp bốc khói lên đó là nóng rồi ha. Bắt đầu mình sẽ múc này. À, một muỗng vừa thôi. Bỏ dần xuống. Bỏ dần xuống bắt đầu mình bỏ này. Ha. Bỏ đều. Rồi, đó, mình bỏ đi. Bắt đầu. Rồi qua bên này. Rồi. 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 Chưa đây. Chưa đây hẳn. Đúng rồi. Cho bên kia một chút đi. Rồi, đây là công bước mình đã đổ bánh xong. Và bây giờ mình sẽ đậy vung rô để cho bánh nó chín và mình sẽ chờ ha. Khi nào bánh nó chín thì mình sẽ tiếp tục. Rồi, chúng ta sẽ chờ một lúc nữa là bánh sẽ chín.